Thưa quý vị, thời gian qua, từ khu vực có nguy cơ cao nhất trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, đến nay, quận Sơn Trà có số ca mắc mới COVID-19 ngày một giảm dần. Kết quả này nhờ các địa phương của quận đã triển khai nghiêm ngặt về hiệu quả việc thực hiện giãn cách. Ghi nhận của phóng viên thời sự Đà Nẵng TV. Phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà, không một bóng người dân ra khỏi nhà, dù là ở trong ngõ xóm hay kiệt hẻm. Dọc các trục đường lớn luôn có các chốt kiểm soát rất nghiêm ngặt. Lực lượng chức năng cũng thường xuyên kiểm tra trên địa bàn khu dân cư. Đã là ngày thứ tư thực hiện chủ trương giãn cách ai ở đâu thì ở đó, người dân phường An Hải Bắc rất yên tâm và đồng lòng cùng quận và thành phố để đẩy lùi dịch bệnh. Về cơ bản thì dân ở đây là người ta chấp hành cái chỉ thị rất chi là tốt. Đấy, về dân cư ở xung quanh chỗ khu gần tôi ở đây thì cảm thấy bà con chấp hành là tương đối tốt. Về đúng theo cái chỉ thị của thành phố, tức là cũng không đi lại lộn xộn và ra ngoài là có đeo khẩu trang, mà những việc không cần thiết thì cơ bản bà con cũng không ra ngoài. Như tôi ở đây bên cạnh đây cũng chẳng bao giờ qua nhà hàng xóm, mà hàng xóm cũng không qua nhà mình bao giờ. Đấy, cái đấy là cơ bản là bà con chấp hành rất tốt. Còn tại phường Nại Hiên Đông, vốn là địa phương có nguy cơ rất cao nên kể cả trước khi có chủ trương 7 ngày giãn cách, địa phương đã chủ động khóa chặt các khu dân cư có liên quan đến các ca bệnh. Thời điểm này, các lực lượng chức năng đã và đang siết chặt hơn việc thực hiện giãn cách đến tận từng nhà dân, không để xảy ra tình trạng tiếp xúc, giao lưu, kể cả giữa các hộ liền kề. Thực hiện cái quyết định 2788 của Ủy ban nhân dân phố, thì riêng đối với các phường mà có nguy cơ cao, đặc biệt là cái phường mà có cái KF0, thì chúng tôi siết theo cái là những nhà với nhà, lắp đặt barrier cách giữa nhà với nhà và ràn dây, cơ bản là sát nhà, không cho ra ngoài. Tất cả các trường hợp thì riêng đối với chỉ đạo công an phường cũng đã thành lập 8 cái tổ tuần tra kiểm soát liên tục trên địa bàn phường. Các lực lượng tổ COVID cộng đồng cũng bố trí lực lượng tại các chốt, và đặc biệt là đối với các cái trường hợp mà ra ngoài bất kỳ lý do nào thì cũng có xử lý, trừ các cái trường hợp được cấp các cái thẻ thực hiện cái nhiệm vụ phòng chống dịch theo quy định. Trong 7 ngày vàng này, mục tiêu quan trọng nhất chính là bóc tách hết toàn bộ F0 trong cộng đồng. Vì vậy, quận Sơn Trà sẽ tiếp tục triển khai hiệu quả các phương án giãn cách trên địa bàn các khu dân cư, tập trung thu hẹp các vùng đỏ và tạo thêm các vùng xanh, sớm đưa các ca bệnh ra khỏi cộng đồng.